Bác sĩ ơi, khi nào hai vợ chồng nên đi khám hiếm muộn ạ? Thật ra thì nếu như hai vợ chồng trẻ dưới 35 tuổi lập gia đình với nhau mà mình quan hệ thường xuyên, không sử dụng một biện pháp tránh thai nào, thì sau một năm mà các bạn vẫn không có thai thì các bạn nên đi khám hiếm muộn. Còn nếu như mà các bạn đã lập gia đình ở một cái độ tuổi lớn hơn, ví dụ như là trên 35 tuổi, thì cái thời gian này nó rút ngắn lại chỉ còn 6 tháng thôi. Như vậy thì những cặp vợ chồng, mà đặc biệt là người phụ nữ, khi trên 35 tuổi mà mình lập gia đình trong vòng 6 tháng, mình vẫn quan hệ thường xuyên, cũng không sử dụng biện pháp tránh thai nào mà vẫn không có thai, thì các bạn nên đến các cái trung tâm hỗ trợ sinh sản để được tầm soát, khám và cho cái hướng để mình có thể tư vấn để cho mình có thai sớm. Vì sao vậy? Bởi vì trên 35 tuổi thì cái số lượng và cái chất lượng trứng của người phụ nữ giảm, do đó cái khả năng mà mình mang thai cũng như khả năng điều trị sẽ khó hơn. Vì vậy thì mình cũng nên tranh thủ cái thời gian vàng này mà mình có thể đi khám hiếm muộn để mình có được cái khả năng mang thai trong cái thời gian mà tốt nhất của cơ thể, cũng như là để điều trị được cái xác suất có thai được cho tỷ lệ là cao nhất.